Chào mừng các bạn đã quay trở lại và sau đây hãy cùng mình điểm qua một vài thông tin chính trong bản tin ngày hôm nay nhé. Câu lạc bộ Hà Nội bại trận vì sự xuất sắc của Đoàn Văn Hậu. Tuyển nữ Việt Nam chưa nhận được 16,5 tỷ đồng từ FIFA. Huấn luyện viên Hà Nội nghi ngờ trọng tài Thái Lan trong trận thua Công an Hà Nội. Công ty đại diện của Văn Toàn thông báo bất ngờ về tương lai thân chủ. Câu lạc bộ Hà Nội bại trận vì sự xuất sắc của Đoàn Văn Hậu. Pha kiến tạo của Văn Hậu đã quyết định trận derby thủ đô giữa Công an Hà Nội và câu lạc bộ Hà Nội. Tình thế trận derby đã thay đổi sau khi Jetovic gỡ hòa một đều cho câu lạc bộ Hà Nội. Đội bóng của Bầu Hiền nắm thế chủ động và có nhiều pha gây sóng gió lên khung thành của thủ môn Philip Nguyên. Tuy nhiên, Đoàn Văn Hậu đã tạo ra khác biệt ở phút 47. Đường truyền của Đoàn Văn Hậu loại bỏ hàng thủ của câu lạc bộ Hà Nội và Gustavo dễ dàng đệm bóng tung lưới thủ môn Tấn Trưởng. Màn trình diễn của Văn Hậu trước câu lạc bộ Hà Nội xứng đáng được nhận lời khen. Đoàn Văn Hậu thi đấu bản lĩnh, lên công về thủ liên tục và đặc biệt chơi rất quyết liệt theo đúng tinh thần thi đấu hết mình trước các đồng đội cũ. Không phải cầu thủ nào cũng có thể thi đấu tốt như Đoàn Văn Hậu trong ngày gặp lại đội bóng cũ câu lạc bộ Hà Nội. Ngoài ra, Quang Hải chứng tỏ được tài năng dù chỉ đá từ phút 62. Cựu tiền vệ câu lạc bộ Hà Nội nhanh chóng để lại dấu ấn với cú đánh đầu chuyền bóng cho Sasset ở phút 67. Sasset đã ném đi cơ hội ngon lành trong tư thế đối mặt với thủ môn Bùi Tấn Trường. Phút 88, Quang Hải có đường chuyền đẳng cấp để Văn Đô đối mặt với thủ môn Tấn Trường. Tuy nhiên, Văn Đô đá vỏ xà ngang. Có thể thấy số phận của trận đấu sẽ được nhanh chóng định đoạt nếu Sasset hoặc Văn Đô ghi bàn vào lưới câu lạc bộ Hà Nội. Ngược lại, câu lạc bộ Hà Nội không có Văn Hậu và Quang Hải thì gặp vấn đề trong tấn công. Họ chỉ có thể trông chờ vào Văn Quyết, nhưng chủ nhân của bóng vàng Việt Nam 2022 cũng gây thất vọng với pha hỏng ăn ở phút 71. Câu lạc bộ Hà Nội cũng tạt rất nhiều thay vì giữ được sự điềm tĩnh như trong quá khứ. Trở lại với câu chuyện của Văn Hậu, hậu vệ người Thái Bình từng bị chấn thương rồi trở lại thi đấu ở mùa bóng năm ngoái. Anh là người góp phần rất lớn giúp câu lạc bộ Hà Nội giành cúp vô địch, V-League và cúp quốc gia. Văn Hậu rời đi để lại một khoảng trống lớn cho câu lạc bộ Hà Nội, không chỉ về mặt chuyên môn mà còn thiếu đi một chiến binh trong những trận cầu lớn. Cúp vô địch V-League 2023 đã có thay đổi. Công an Hà Nội lấy ngôi đầu của câu lạc bộ Hà Nội. Ở thời khắc quan trọng sắp tới, Công an Hà Nội rất cần một cầu thủ bản lĩnh như Đoàn Văn Hậu để giành chức vô địch. Tuyển nữ Việt Nam chưa nhận được 16,5 tỷ đồng từ FIFA. Đội tuyển nữ Việt Nam chưa nhận được 16,5 tỷ đồng tiền thưởng từ FIFA sau hành trình tại World Cup nữ 2023. Đội tuyển nữ Việt Nam đã trở về nước sau hành trình đáng nhớ tại World Cup nữ 2023. Dù sớm dừng bước ở vòng bảng sau những trận thua trước các đối thủ rất mạnh như là Mỹ, Hà Lan và Bồ Đào Nha, song đoàn quân áo đỏ đã thể hiện một tinh thần thi đấu quả cảm và học hỏi được nhiều điều bổ ích từ các nền bóng đá lớn trên thế giới. Theo thông báo từ FIFA, mỗi cầu thủ tham dự World Cup nữ 2023 sẽ nhận được 30.000 đô la, khoảng 720 triệu đồng. Khoản thưởng này được tăng lên 60.000 đô la nếu đội bóng lọt vào vòng 1/8, 90.000 đô la vào vòng đấu tứ kết và 165.000 đô la vào bán kết, 195.000 đô la Á quân và 270.000 đô la vô địch. Với 23 cầu thủ, tổng cộng đội tuyển nữ Việt Nam được nhận từ FIFA số tiền thưởng là 690.000 đô la, hơn 16 tỷ đồng khi hoàn thành vòng bảng World Cup nữ 2023. Tuy nhiên, trao đổi với truyền thông mới đây, tổng thư ký Liên đoàn bóng đá Việt Nam Dương Nghiệp Khôi cho biết, hiện VFF chưa nhận được tiền thưởng của FIFA dành cho cầu thủ cho tới thời điểm hiện tại. Theo kế hoạch, tuyển nữ Việt Nam sẽ hội quân trở lại vào ngày 10 tháng 8 tại Hà Nội để chuẩn bị cho ASEAN 19 diễn ra vào tháng 9 tới. So với World Cup, ASEAN là sân chơi vừa tầm hơn để bóng đá nữ Việt Nam hướng tới mục tiêu tứ kết hoặc bán kết. Ở ASEAN 17 năm 2014, đội tuyển nữ Việt Nam từng lọt tới bán kết và lọt vào tứ kết ASEAN 18 năm 2018. Ở ASEAN 19, những đội tuyển lớn như là Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc vẫn là ứng cử viên vô địch hàng đầu. Cả ba được dự báo nhiều khả năng chiếm 3 suất ở bán kết. Suất còn lại sẽ là cuộc cạnh tranh của đội tuyển nữ Việt Nam, Thái Lan, Myanmar, Đài Loan, Philippines và đặc biệt là Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên. Đội tuyển nữ Việt Nam từng giành hạng 5 ở Asian Cup 2022, nhưng không dễ để tái lập được thành tích này tại giải đấu trên đất Trung Quốc. Đoàn quân áo đỏ cần phải nỗ lực hơn nữa khi mà các đối thủ cũng đang tiến bộ từng ngày. Huấn luyện viên Hà Nội nghi ngờ trọng tài Thái Lan trong trận thua Công an Hà Nội. Huấn luyện viên Barovic bức xúc với những quyết định của trọng tài Songkran trong trận thua 1-2 của câu lạc bộ Hà Nội trước Công an Hà Nội ở vòng 5 giai đoạn 2 V-League 2023. Tôi không đổ lỗi sau thất bại, nhưng có nhiều tình huống cần đặt dấu hỏi. Có nhiều nghi vấn ở đây, bởi trọng tài bỏ qua quá nhiều lỗi mà có thể chúng tôi xứng đáng được hưởng 11m và cả một số tình huống bên ngoài vòng cấm. Huấn luyện viên Barovic chia sẻ sau trận thua 1-2 của câu lạc bộ Hà Nội trước Công an Hà Nội. Trận derby thủ đô được cầm còi bởi trọng tài người Thái Lan Songkran Bumekiat nhằm mục đích hạn chế những câu chuyện tiêu cực có thể ảnh hưởng đến cuộc đua vô địch V-League 2023. Thế nhưng, trận đấu trên sân hàng đẫy tối ngày 6 tháng 8 lại xuất hiện nhiều tranh cãi. Theo đó, trọng tài Songkran đã bỏ qua 4 tình huống cầu thủ câu lạc bộ Hà Nội ngã trong vòng cấm. Đầu tiên là tình huống tâng bóng qua đầu của Tấn Tài rồi bị đối phương tác động của Kaien trong hiệp 1. Sang hiệp 2, đến lượt Hùng Dũng va chạm với Giáp Tuấn Dương trong vòng cấm, nhưng trọng tài người Thái lại cho rằng tiền vệ của câu lạc bộ Hà Nội đã cố tình va vào đối thủ.
Đến phút 72, lại là Kaien bị kẹp giữa hai cầu thủ Công an Hà Nội nhưng trọng tài từ chối phạt đền. Đến phút 83, Phạm Tuấn Hải bị Hồ Tuấn Tài đá vào chân trong vòng cấm nhưng trọng tài cũng không cho rằng đó là lỗi dẫn tới phạt đền. Tôi cảm thấy tiếc với kết quả này. Những phút đầu đội đã chơi không tốt, mọi thứ dần ổn khi chúng tôi nhận bàn thua. Nhưng sau đó chúng tôi lại nhận bàn thua đáng tiếc đầu hiệp 2. Có thời gian sau đó, câu lạc bộ Hà Nội tạo ra nhiều cơ hội nhưng không thể có bàn thắng. Huấn luyện viên Banovic nói thêm về màn trình diễn của đội bóng thủ đô. Để thua trận đấu này, thế nhưng huấn luyện viên Banovic cũng không quên động viên các học trò trong phần còn lại của mùa giải. Chúng tôi phải chiến đấu đến cùng trong hai vòng đấu còn lại. Cơ hội vô địch của chúng tôi chưa chấm dứt. Tôi luôn nói với các cầu thủ khi ra sân phải tạo ra cơ hội, vì chỉ như vậy mới có bàn thắng. Nếu không tận dụng tốt như trận đấu ngày hôm nay thì mọi thứ sẽ rất khó khăn. Khi gặp câu lạc bộ Hà Nội, đối phương luôn phòng ngự số đông và chơi rất chặt chẽ. Dù rơi xuống vị trí thứ hai, nhưng khoảng cách của câu lạc bộ Hà Nội với đội đầu bảng Công an Hà Nội chỉ là 2 điểm và mọi thứ hoàn toàn có thể thay đổi trong hai vòng đấu còn lại. Trước mắt, thầy trò huấn luyện viên Banovic cần phải có kết quả tốt trong chuyến hành quân tới sân của Đông Á Thanh Hóa ở lượt trận đấu áp chót của tháng 1 vào ngày 12 tháng 8. Công ty đại diện của Văn Toàn thông báo bất ngờ về tương lai của thân chủ. Câu lạc bộ Nam Định nói đạt thỏa thuận chiêu mộ Văn Toàn, nhưng công ty đại diện của tiền đạo này lại nói không. Chiều ngày 6 tháng 8, trên trang chủ câu lạc bộ Nam Định đăng tải bài viết về việc chiêu mộ tiền đạo Nguyễn Văn Toàn. Cụ thể, đội bóng Thành Nam cho biết đã đạt được thỏa thuận với cựu sao của Hoàng Gia Lai và đôi bên sẽ tiến hành tới ký hợp đồng. Chuẩn bị cho mùa giải 2023-2024, đội bóng Nam Định đã lên kế hoạch về mặt nhân sự. Ban lãnh đạo đã thống nhất với huấn luyện viên Vũ Hồng Việt về việc đôn nhiều cầu thủ trẻ ở độ tuổi 18-20 lên đội 1 để sàng lọc, cho ra những gương mặt ưu tú nhất tham dự mùa giải 2023-2024. Đội bóng Thành Nam muốn gia tăng tính địa phương, màu cờ sắc áo. Bên cạnh đó, để gia tăng sức mạnh cho hàng công, ban huấn luyện đã đề xuất với lãnh đạo đội bóng về việc chiêu mộ tiền đạo Nguyễn Văn Toàn. Và đến lúc này, Nam Định đã đạt được thỏa thuận để tiến tới ký hợp đồng với anh. Theo kế hoạch, khoảng 7 đến 10 ngày nữa, tiền đạo Nguyễn Văn Toàn sẽ trở về Việt Nam, gặp gỡ trực tiếp ban lãnh đạo đội bóng Thành Nam để thống nhất một số điều khoản hợp đồng trước khi đi đến ký kết. Câu lạc bộ Nam Định thông báo như vậy. Nhưng ngay sau đó, công ty đại diện của Văn Toàn là DJ Management đã lên tiếng phủ nhận thông tin trên. Theo đó, công ty đại diện của ngôi sao đá hoa câu lạc bộ Seoneyland tuyên bố đây là thông tin không đúng sự thật. Văn Toàn hiện vẫn đang thuộc biên chế câu lạc bộ Seoneyland và cũng chưa đội bóng nào tại V-League chính thức gửi lời đề nghị cho anh. Sau giai đoạn đầu mùa được ra sân thường xuyên, lúc này cầu thủ quê Hải Dương đã đánh mất vị trí và phải ngồi ngoài từ ngày 4 tháng 6 đến nay.